Cô chú nó lâu quá không thấy buồn nhảy. Bữa nào nhảy bạn. Buồn nè mọi người, buồn đi học mọi người. Trời ơi, mày cái cặp quá trời. Ơi, cái nón đâu? Nón con đâu? Nón con đâu? Cái gì? La bu bu. La bu con đâu buồn? Có cô chú nói là buồn lâu quá không nhảy. Buồn phải đúng đối tượng mới nhảy nha. Bữa nào nhảy bữa buồn. Cô chú hỏi lâu quá con không nhảy nè. Bữa nào nhảy bữa nha. Nha. Được không? Trời ơi. Trời ảnh nè. Cô chú nói lâu quá không thấy buồn nhảy. Bữa nào nhảy bản. Ôi, bữa nào nhảy luôn hả? Dưới ta, dưới gì? Ba cái cặp thấy thương không? Quá trời quá đất ổng. Trời. Lucky thôi, đừng có la Lucky, đừng nghẹp Lucky. Lucky thấy người lạ là nó sủa. Bye. Chúc bé Bun đi học vui vẻ nha. Ôm vô nha, phải ôm chú, cứng vô. Ôm chắc vô. Ừ, trời ơi. Ê, bye con. Chào bé. Ê, bye con. Xin chào Lucky nha. Xin chào anh. Xin chào đẹp trai. Ôi mình quen mà. Thương. Ừ. Anh khôn nha. Anh đi tè là anh đi ra ngoài anh tè chứ không có ở trong nhà anh tè cả nhà. Thấy nhìn rõ rồi. Chị Bông ơi, chị Bông. Bộ đồ của chị Bông tặng đó anh à, nhìn sáng nha à. Cưng. Bộ đồ này của chị Bông chỉ tặng đó nha. Chị Bông là khán giả, chị thiết kế đồ á. Chị chào hàng xong bữa chị gặp anh Xuân, chị nói là gửi kể cho Hồng Loan bộ đồ, tặng bộ đồ. Tại thấy Hồng Loan hay mặc đồ lĩnh lĩnh đó nha. Đó, dạ, bữa nay là đã, bữa nay nàng bóm mặt đó, cưng ông chị Bông. Hồng Loan mới lại yến trên phở bò xong đó mọi người. Lại mấy tiếng đồng hồ luôn. Vui vẻ thì chị đâu có thành lý sinh nhật ai đúng không? Sinh nhật chú Kim Tử Long. Tử Long đúng không? Nhưng mà đặc biệt là ngày 16 anh. Ngày 16. Ngày 16 là mùa tướng chị là một chuyên mua vé cho nhà mình đặt vé. Ngày 16 tại Coffee Thai nha mọi người. Coffee Coffee. Hai cấp quay vẫn còn à, vẫn còn vé nha mọi người. 346 người chọn vé cùng tăng phủ cùng tăng phố Hồ Chí Minh. Cô chú chị mình là vẫn còn vé nha cả nhà, mình nhanh tay nha. Mình đi sớm thì mình có sẽ cân đồ sớm, mình đi trễ rồi. À, mình đi sớm mình tìm một chỗ lý tưởng. Giá vé là 250k bao gồm một phần nước nha mọi người. Có cái phần nước gì vậy? Nếu cô chú chị muốn ăn thêm thì cô chú chị muốn ăn cũng có đồ ăn luôn. Thêm là có đồ ăn luôn. Nước thì mình cứ kêu món nào cũng được hết trơn á cả nhà. Không có rẻ gì, món nào cũng được hết. Mình đến sớm thì mình ngồi trước. Vì sao không rộng? Kế bên Hồng Loan là bé bò. Bò tới chân. Vợ hả? Nếu mình chọc á.
Đây lát đi. Từ trước chị có nghe nói không? Lúc kỳ cả. Lúc kỳ cả. Ê. Đang ăn cái gì vậy? Còn lúc kỳ nó sẽ ít nó nhìn kìa. Cũng nhiều chuyện nha. Anh thấy nhiều chuyện ra luôn nè. Bị phát hiện. Đang ổn ra. Hồi trưa ở đây mưa rất là lớn luôn mọi người. Mưa. Bé, bé. Em tên gì vậy bé? Bạn ấy ngại đấy. Bạn ấy mới bạn ấy ngại đấy. Đây là bò. Cái bò bị kìa. Bò dưới như dấm. Bò dưới dấm. Bò dưới dấm đúng không? Thay bây giờ. Hello, chào tất cả các bạn đến với chương trình nha. Nhiều khi em cười như lên đây vui. Rồi. Trời, chung lon lên lầu luôn rồi cả nhà ơi. Thôi có lẽ là em cũng có lẽ là em tạm dừng cái video ở đây, cái video ở đây nha mọi người. Chúc cô chú anh chị mình buổi chiều vui vẻ nha. Ê, chào anh sao vậy, anh nhìn em cười. Không có đâu.